Xin chào tất cả anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với khóa học Tele Sale, Tele Marketing, hướng dẫn các anh chị và các bạn chăm sóc bán hàng và chốt đơn qua điện thoại. Và bài học này là một cái bài học ngắn nói về cái phương pháp là chăm sóc khách hàng sau bán bằng cách là gọi điện thoại cho khách hàng. Thông thường thì khách hàng khi mua các sản phẩm và dịch vụ thì sau đó thì các bạn sẽ nên gọi điện cho khách hàng và hỏi ý kiến của họ, chăm sóc họ sau bán. Thì để làm được việc này, đầu tiên các bạn sẽ cần có một cái quy trình là sau khi khách hàng mua thì bao nhiêu lâu, trong vòng 72 giờ hay là trong vòng 48 giờ hay là trong vòng 24 giờ các bạn sẽ gọi điện cho khách hàng. Thứ hai là các bạn sẽ gọi điện cho khách hàng về cái chủ đề gì. Các bạn sẽ cần phải có các cái câu hỏi trước để chuẩn bị ra. Cụ thể ví dụ như là các bạn có thể chào hỏi: vâng, xin chào anh Phan Anh, tôi là A, tôi là B, hay là em là A, em là B, em ở công ty C. Bên em muốn gọi điện hỏi thăm anh là anh mua cái điện thoại iPhone, anh đã sử dụng chưa, anh có hài lòng về chất lượng dịch vụ bán hàng của bên em hay không, anh vui lòng cho em xin một chút thông tin để em có thể chăm sóc anh tốt hơn, vân vân. Với một cái cách đặt vấn đề chăm sóc hàng như vậy thì cái người mà trả lời cuộc điện thoại cũng rất là dễ chịu và cảm thấy được tôn trọng và rất là ghi nhớ, rất là thích. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái phương pháp rất là tốt để các bạn có thể làm giúp gia tăng nhận diện thương hiệu cũng như là làm cho khách hàng cảm thấy yêu mến mình hơn bằng cái phương pháp như này, với cái chi phí nó cũng không tốn. Các bạn chỉ cần có một cái nhân viên telesale và danh sách khách hàng này các bạn đã có rồi, đúng không ạ? Các bạn gọi với mục tiêu là gì? Hỏi xem là họ đã nhận được hàng chưa, hỏi xem là họ đã sử dụng sản phẩm chưa, hỏi xem là cái ban đầu của họ, ấn tượng của họ có tốt hay không, họ có thích hay không, hỏi các câu hỏi liên quan đến các vấn đề về bán hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng trong quá trình họ sử dụng dịch vụ hoặc là họ sử dụng sản phẩm, họ có cái điều gì hài lòng hay không và điều gì không hài lòng hay không. Đấy, tức là chúng ta hãy hỏi những câu hỏi mà để chúng ta đánh giá và chúng ta sẽ nâng cao được cái chất lượng của cái việc mà chúng ta phục vụ khách hàng. Ví dụ như trong quá trình phục vụ như vậy thì có 3 bước hay là có 5 bước thì bước nào nhân viên nào làm sai, bước nào nhân viên nào làm hỏng hay làm chưa tốt, hay là bước nào nhân viên làm rất tốt thì mình sẽ đặt câu hỏi. Và sau đó thì mình sẽ chúc cho khách hàng một cái ngày tốt đẹp và khách hàng sử dụng sản phẩm. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì hãy gọi cho hotline hay là gọi cho trung tâm bảo hành, vân vân và các thứ nữa. Và các bạn cũng lưu ý, sau khi mà các bạn gọi điện xong thì có lẽ là các bạn cũng sẽ kết thúc cái phần chăm sóc khách hàng bằng điện thoại là được rồi. Nhưng mà sau đấy các bạn có thể kết hợp thêm bằng những cái hình thức SMS hoặc là đặc biệt là hình thức email marketing. Thí dụ như là email marketing, các bạn có thể gửi cho khách hàng mua một cái sản phẩm là một cái máy ép hoa quả chẳng hạn, thì có thể một tuần hoặc một tháng bạn có thể gửi cho họ công thức làm nước ép, đúng không ạ? Hay là công thức của 5 loại nước ép trái cây tốt cho sức khỏe, tốt cho da, đẹp cho da, vân vân. Thì các bạn có thể kết hợp thêm với cái email marketing nữa. Thì tôi nghĩ là đấy là cũng một cái giải pháp chăm sóc khách hàng sau bán tốt. Thế còn đối với điện thoại di động thì thường là các bạn gọi ngay sau cái thời gian mà họ mua sản phẩm, tùy vào cái giá trị của sản phẩm các bạn sẽ gọi cho họ là sớm hay muộn. Có những sản phẩm có thể bạn sẽ gọi muộn trong vòng 3 đến 7 ngày, nhưng mà thông thường các bạn đừng để lâu quá khi họ chả nhớ ra, đúng không? Chúng ta sẽ cố gắng là trong khoảng 1 đến 3 ngày là chúng ta có thể gọi điện được rồi. Hoặc là nếu mà đối với những cái dịch vụ thì ngày hôm trước, ngày hôm sau, hoặc là buổi sáng, buổi chiều là các bạn đã có thể gọi được rồi. Thì tôi nghĩ là như vậy. Thì những cái việc mà chăm sóc như này thì tôi thấy là cái ưu điểm là cái chi phí rất là rẻ, và cái nhược điểm của nó là chúng ta cũng chỉ có thể trò chuyện và đánh giá ý kiến của khách hàng, đôi khi nó cũng không thật lắm. Thế nhưng mà nói chung là cái chi phí tốt và chúng ta có thể làm cho khách hàng thêm ấn tượng, thêm thích thú và thêm cảm thấy được quan tâm chăm sóc. Chúng ta cũng không có nhiều thời gian để chúng ta chăm sóc hoặc là gọi điện lại nữa đâu. Hiện nay thì tôi thấy rất là nhiều đơn vị đã bỏ cái cách chăm sóc khách hàng bằng điện thoại sau khi khách hàng đã mua sản phẩm và dịch vụ. Dường như là họ thấy rằng là việc đấy không cần thiết. Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi là nên gọi, nên áp dụng. Như thế thì khách hàng cảm thấy rất là nhớ lâu và cảm thấy được trân trọng, mà chưa kể đến là mình cũng kiểm soát được cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình và cái suy nghĩ, cái mong muốn của khách hàng. Thì đấy, như tôi đã nói là đây là một cái bài học rất là ngắn, hướng dẫn cho các anh chị, đưa ra các anh chị một số cái lời khuyên là các anh chị có thể là sử dụng điện thoại, telesale, telemarketing để chăm sóc khách hàng sau bán. Vâng, và tôi xin phép được kết luận là sau khi bán hàng thì chúng ta phải chọn
1 đến 2 3 ngày hoặc là lâu hơn, chúng ta gọi cho khách hàng, chúng ta gọi, chúng ta cảm ơn họ mua hàng, chúng ta hỏi về cái trải nghiệm của họ trong quá trình mua hàng, cái gì tốt, cái gì hài lòng. Chúng ta hướng dẫn họ sử dụng sản phẩm và chúng ta nếu như họ sử dụng sản phẩm rồi thì chúng ta hỏi cái trải nghiệm của họ có thích không, có hài lòng không và có cần sự giúp đỡ gì hay không. Và sau đó thì cảm ơn họ và rất mong là họ tiếp tục ủng hộ. Và sau đó thì chúng ta chào hỏi họ và chúng ta kết thúc cái phần telesale, cái phương pháp này. Một cái cuộc gọi tôi nghĩ chắc là nó cũng chỉ diễn ra trong vòng khoảng 2-3 phút và nhiều lắm là 5 phút, tôi nghĩ thế. 2-3 phút là hợp lý. Và sau đấy các bạn muốn chăm sóc thêm thì các bạn có thể sử dụng email marketing hoặc là SMS để tiết kiệm chi phí hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.